Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả kênh YouTube của mình. Và mình làm cái sao đây? Hôm nay mình sẽ review một con lân mà mình mới mua trong mùa xuân thu năm nay. Let's go. Và đây chính là nó, không phải gối đâu nha, và đây này, đây là một con lân mà mình đã mua được ở gần nhà mình với giá là 550. Để mình sẽ bao quát cho con lân xem, cho bạn xem. Đây, nhìn này thôi chứ to lắm anh em ạ. Đây, để mình để cam đây cho các bạn hình dung được cái đầu lân như nào. Đây, cho bạn thấy. Đây, thấy chưa? Rất là to luôn. Nhiệm vụ chính hôm nay chính là review về cái con lân này. Đây, để cho các bạn xem từ bên ngoài của nó. Ở đây thì nó một cặp mũi. Đây, mũi đây. Đấy. Đây, đây có một cái đĩa giống như là một con lân thật. Đây là, các bạn cũng biết là đây là một cái sừng này. Sừng gai bé. Bát quái. Đây là cái tai này. Cái mắt này là được kết nối từ mấy cái này nhắm vào. Bên trong là có hai cái tay cầm như này. Giờ thì mình sẽ nhấc nó lên để mở ra cho các bạn xem. Bên trong đây có cái đoạn dây này này, kéo mắt đấy, kéo vào đôi mắt anh em. Để cho anh em xem, cho anh em xem luôn. Đây thì cả gì buồn quá, cho anh em xem luôn nhá. Đây để cảm được luôn, đây chả gì cảm khó quá. Đây thì nó sẽ có cái dây này để kéo cái mắt này. Đây anh em, đây anh em nhìn cái mắt này. Nó kéo cả hai mắt cùng một lúc luôn anh em. Tối này này anh em. Lật lại, lật lại tiếp này. Thì nó có một cái cây này bên trong này để vừa buộc vào cái miệng này, là cái miệng của nó. Nó có lông này, lưỡi. Đây, đây là khu vực sừng này anh em. Đây là cái, đây mình kéo cái dây phần này là phần tai anh em, cái tai như này. Anh thấy không? Đây. Đây, đây là mắt. Chờ tí, chờ mình tí nha bạn. Đây, lắc quá. Đấy. Đây. Đây. Ok nha anh em. Và video của mình đây đã kết thúc. Nếu các bạn thích video là nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Và mình và đừng quên kênh của Cuồng Gaming để ủng hộ cho bạn này nhé. Bye bye.